Rồi, thì hôm trước á, là mình đã nói về cái phần là mạch cộng đúng không? Mạch cộng nhị phân 4 bit, 3 bit cái kiểu. Thì đó nó thuộc về cái phần là mạch tổ hợp ha. Mạch tổ hợp tức là cái trạng thái ngõ ra, nó không phụ thuộc vào trạng thái ngõ ra trước đó, tức là nó không có quá trình hồi tiếp. Đấy, thì cái mạch mà tổ hợp thì nó rất là nhiều ha. Tuy nhiên mình chỉ nói về cái phần là mạch cộng là chủ yếu. Còn mọi người mà muốn tự làm thêm á, thì có những cái bài như là mạch giải mã đa hợp rồi đấy. Thì mình muốn rèn luyện trình thì mình sẽ làm thêm. Tuy nhiên nó không cần thiết thì mình có thể bỏ qua ha, tại vì mạch cộng nó cũng đã đủ rồi. Thì bữa nay thì mình sẽ qua cái phần mạch mới, tức là mạch lúc này sẽ có cái quá trình hồi tiếp. Chẳng hạn như một cái mạch điện như thế này nè. Tôi đi ra ha, tôi lấy cái ngõ ra này, tôi lại hồi tiếp về. À thì lúc này cái mạch mình nó rơi vào là cái mạch tuần tự. Cái mạch tuần tự tức là mạch trong đó có quá trình là hồi tiếp từ cái ngõ ra trước đó về cái ngõ vào hiện tại. Thì như mình biết là gì? Mạch tuần tự của mình nó có rất nhiều ứng dụng đúng không? Mà cái ứng dụng là cái con linh kiện cơ bản nhất trong cái phần mà kỹ thuật số á, mình đã nói rồi. Một cái con mà nó đại diện cho cái mạch tuần tự chính là những con flip flop đúng không? Những con flip flop thì mình dùng flip flop để mình làm cái gì? Mình tạo ra những thanh ghi. Và cái ứng dụng đặc trưng điển hình nhất của nó chính là mình tạo ra những cái mạch gì mọi người? Mạch đếm. Ha, mạch đếm là cái chương rất là quan trọng luôn. Đấy, và khi mình thiết kế một cái mạch đếm như vậy là mình dựa trên một cái mô hình mình gọi là mô hình mạch tuần tự. Và tuy nhiên để đồng nhất luôn hay người ta đưa về tất cả cái mạch tuần tự về một cái mô hình chung quy nhất thì ta gọi là cái mạch tuần tự mà thêm một cái chữ là đồng bộ vô. À, như vậy hồi đó giờ á, là mình thiết kế mạch tuần tự của mình á, thì mình thiết kế là bằng cái lệnh if tứ lung tung hết. Tuy nhiên á, thì nó sẽ không theo một cái là cái quy trình nhất định, nó không theo một cái khuôn khổ. Như đó khi mình sai chỗ nào hay sai chỗ kia thì mình khó mà mình quản lý được cái từng từng cái phần của cái code. À, do đó người ta tạo ra một cái mạch chung quy nhất, tức là một cái cách lập trình chung, thì người ta gọi là cách lập trình giống như là mình làm một cái máy trạng thái, tức là một cái mạch tuần tự và đồng bộ. Rồi, thì bây giờ mình hình dung như vậy nè. Bình thường nha, giả sử như tôi muốn làm một cái mạch đếm từ từ 0 tới 9 đi. Ừ, thì có phải mình dùng lệnh if không? Nếu if mà cái biến đếm mà nó chưa lớn hơn 9 á, thì mình tăng biến đếm lên ha. Còn ngược lại thì sao? À, ngược lại thì mình sẽ cho biến đếm về về không. Thì đó là cách mình làm bình thường, tức là mình nghĩ sao mình lập trình y chang như vậy, tức là mình làm giống như mình làm trong C vậy đó ha. Còn bây giờ là mình lập trình theo kiểu mạch tuần tự đồng bộ thì lúc nó sẽ chia cho mình làm ba khối ha, tức là những cái bài nào mình không biết nhưng nó đều quy về ba khối, rồi mỗi khối thực hiện chức năng riêng của nó. Thì cái hôm nay mình sẽ nói về cách mình làm mạch đếm nhưng mình dựa trên cái mô hình mới này, chứ mình không lập trình theo kiểu là tứ lung tung ha, if else các kiểu. Rồi, bây giờ trước tiên á, thì mình nói về là cái phần tổng quan. Sau đó mình sẽ đi vào các kiểu hay là các bài tập ha, minh họa cho cái chương này. Thì nó sẽ có là những cái sơ đồ khối nè. Rồi mình viết cái chương trình OTL, chương trình test ben, cũng như là cái chương trình để mình gán chân trên kit thực tế. Thì cái bước mà sơ đồ khối này thì mình không cần cũng không sao ha, cũng không quan tâm đâu. Thì nếu mình hình dung ra được rồi thì mình khỏi cần vẽ cũng được. Thì đầu tiên á, thì mình nói về cái phần là tổng quan. Thì cái mô hình mà mạch tuần tự đồng bộ của mình nó có nghĩa là như thế nào? Thì mọi người nhìn nha, trên hình này nó chính là một cái mô hình của mạch tuần tự đồng bộ và nó luôn luôn cấu thành bởi mấy khối, ba khối. Khối thứ nhất người ta gọi là khối trạng thái kế tiếp. Rồi khối thứ hai là trạng thái hiện tại, tức là thanh ghi trạng thái hiện tại. Và cuối cùng cái khối to này nè, người ta gọi là cái mạch logic ngõ ra. À, và mình cứ hiểu đi, tại vì mình chưa có phân biệt vô mấy trạng thái thì mình đừng có quan tâm đến milli hay là mo là gì. Mình hiểu cái khối này chính là cái khối nó quyết định cái ngõ ra của mình như thế nào. À, như vậy ba cái khối này nó hoạt động như thế nào? Thì tôi lấy một ví dụ đơn giản nhất giống như hồi nãy tôi nói. Tôi muốn thiết kế một cái mạch từ 0 đếm lên 9. Nếu như bình thường thì mình sẽ làm cái gì? Nếu ha, mình cứ minh họa bình thường đi. Nếu như đếm của mình mà nó lớn hơn 9 thì mình làm gì mọi người? À, mình cho đếm gán về 0. Đây là cách truyền thống và cổ điển. Còn ngược lại nếu đếm của mình mà nó chưa lớn hơn 9 á, thì mình làm công việc là mình tăng biến đếm lên. Không có đếm cộng cộng nha, tại vì trong Verilog nó không hiểu cái đếm cộng cộng đâu. Mình phải ghi tường minh ra là đếm bằng đếm cộng 1. À, rồi, cái này nè, được thực thi khi nào? Khi có xung lốc đúng không? Tức là mình hay dùng cái mô hình là gì? Always, rồi bên trong là mình phát hiện xung lốc. Có nghĩa là chỉ cần tôi phát hiện xung lốc, à thì tôi thực thi những cái câu lệnh này. Đó là cái mô hình mà trước đây mình làm. Thì bây giờ nè, để mình áp vô cái mô hình này á, thì mình áp như thế nào? Mà để mình thực hiện được á, thì mình phải biết chức năng của từng khối này là gì. Thì bây giờ tôi đi vào cái khối đầu tiên nhất nha. Đây là khối trạng thái kế tiếp. Thì nó sẽ quy định ha, có được trạng thái hiện tại rồi thì cái trạng thái kế tiếp nó được sinh ra bởi cái quy luật như thế nào. Thì cái khối này sẽ quyết định. À bây giờ mình nói thử bây giờ nha, từ 0 lên 9 thì hiện tại giả sử đó là 0 đi, được không? Bây giờ nó biến lên 1. Rồi, vậy thì lúc này trạng thái ngõ ra của mình là 1.
thì xét về hạt mặt hiện tại đang là một, thì một hồi chắc ăn nó sẽ lên mấy, lên hai. Vậy mình thấy nè, cái quy luật mà trong cái mạch đếm từ 0 lên 9 này nè, chính là cái gì? Chính là công việc nó tăng biến đếm lên thôi, đúng không mọi người? Từ trạng thái hiện tại là 0, tôi muốn được 1 thì tôi thực hiện công việc là đếm tăng lên 1. Thì nó cũng tương tự với if ha, nhưng mà mình trình bày rời rạc ra. Đây, đúng không? Có phải là cái mạch để quản lý trạng thái kế tiếp của tôi nó quản lý theo một cái quy luật là đếm bằng đếm cộng 1 không? Tức là trạng thái hiện tại ha, chỉ cần có những cái sự thay đổi gì đó không biết thì lập tức nó nhảy lên một đơn vị nữa. Và nó cứ nhảy 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 lên tới tới hoài luôn. Đó, tại vì cái khối này là cái khối nó quyết định. Rồi cũng như là khi mà nó lớn hơn 9 á, thì nó gán về không gì đó các kiểu. Là như vậy cái khối đầu tiên người ta gọi là khối là gì? À, trạng thái kế tiếp. Tức là nó nói về cái quy luật hay cái quy luật thay đổi trạng thái của một cái mô hình mình đang xét. Thì cũng như cái mô hình đếm từ 0 đến 9 thì quy luật của nó chính là gì? Tăng lên 1. À, như vậy một hồi mình lập trình cho cái khối này chắc ăn sẽ có câu lệnh là đếm bằng đếm cộng 1. Được chưa? Mình hình dung được cái khối này rồi ha, chính là khối trạng thái kế tiếp. Tiếp theo, cái khối này mình thấy nó là một cái flip flop đúng không? Một flip flop D. À, một flip flop D như vậy đóng vai trò gần giống như là một cái mạch chốt. Người ta gọi là thanh ghi trạng thái. Ha, và nó bao gồm là gì? Mình thấy nè, trạng thái kế tiếp mà nó muốn biến thành trạng thái hiện tại á, thì nó không đi qua liền luôn, mà nó phải đợi gì? Nó phải đợi cái mạch chốt này là thông qua. Mà cái mạch chốt á, mà muốn được cái ngõ vào đẩy ra ngõ ra thì nó được điều khiển bởi một tín hiệu là gì mọi người? Xung xung lóc. Thì mình minh họa như vậy nè, chẳng hạn như ban đầu tôi đang đếm được một rồi, được không? Rồi đếm được một nha, bây giờ tôi muốn nhảy lên hai á, thì có phải lúc nào nó cũng nhảy tứ lung tung không mọi người? Mình hiểu là đếm từ 0 lên 9 và 1 và lên 2 và phải là 2 lên 3 lên 4 lên 5 nó nhảy tứ lung tung không? Không. Nó không có nhảy lung tung như vậy mà nó nhảy một cách đều đặn mà phụ thuộc vào trong cái thằng gì? Thằng xung lốc này. À, tức là có một xung lốc nó mới lên, có một xung lốc nữa nó mới lên, chứ không phải là nó muốn tăng lúc nào nó tăng hoặc là nó dừng lúc nào nó dừng. Thì nó phụ thuộc vào trong cái thằng gì? Thằng xung lốc này. Chẳng hạn như ban đầu là 1, một lúc sau tôi đi qua cái khối này tôi được cái giá trị là 2. À, thì 2 muốn ra được đây phải làm gì? Có một cái xung lốc này nè, nó đẩy cái thằng hai từ cái ngõ này chui ra đây đó, thì lúc này hai mới được chui ra, thì lúc này cái số 2 mới hiển thị cho mình thấy. Rồi một hồi mình thấy nè, cái số 2 nó lại làm gì? Nó lại vòng về đúng không? Vòng về đây đó. Như vậy lúc này trạng thái 2 chính là trạng thái hiện tại, và mình đã biết cái quy luật của cái khối này là tăng lên 1. À, như vậy khi có một sự kiện nào đó xảy ra nữa thì hai này lập tức lên mấy mọi người? Lên 3. Mà ba có nhảy tứ lung tung ra đây liền đúng không? Không luôn, nó cũng phải chờ gì? Chờ cho cái thằng xung lốc này nó kích cái lip lốc này để số 3 này lúc này được đẩy ra ngoài này. Thì mình thấy cái khối mà thứ hai này có nhiệm vụ là gì? Nó đồng bộ, đúng không? Nó đồng bộ từng trạng thái, chứ không phải là để cho trạng thái mình muốn tăng lúc nào tăng, tăng bao nhiêu thì tăng, mà nó tăng nhịp nhàng tùy theo cái tốc độ của xung lốc này. Vậy mình thấy là cái thằng thứ hai này chẳng qua là cái thằng gì? Thằng xung lốc nó điều khiển cho cái mạch mình nó đồng bộ. Vậy mọi người nắm được cái khối thứ hai ha. Còn khối thứ ba người ta gọi là khối gì? Khối mạch logic ngõ ra. À, tức là cái logic ngõ ra mình lấy như thế nào. Chẳng hạn nha, như cái bài của tôi là tôi muốn thiết kế một cái mạch đơn giản đếm từ 0 đến 9, số của tôi hiển thị lên led thôi, led đơn thôi. À, như vậy lúc này số 3 tôi nhận được ở đây rồi, thì cái quy luật của cái khối này của tôi sẽ làm gì bây giờ? Thì tôi lấy thằng 3 này thôi, được không? Thì tôi viết một cái chương trình đơn giản là cái ngõ ra của tôi muốn lấy là quy đi. Rồi tôi lấy quy bằng gì? Chỗ này 3 nhưng mình chung quy nhất chỗ này chính là đếm nè, được không? Tôi ghi, chỉ cần ghi là quy bằng đếm là xong, được không? Tại vì cái khối ngõ ra làm gì? À, nó quy định cái mình lấy cái trạng thái của ngõ vào như thế nào. Chẳng hạn nó ra chỗ này là đếm rồi nè, đó, nó ra là đếm. À, nếu tôi chỉ muốn lấy thằng đếm thì tôi hiển thị lên led thôi, thì lúc này tôi làm lập trình là quy bằng đếm là xong. Còn giả sử bây giờ nha, tôi có một yêu cầu nữa là gì? Khi mình thấy phát hiện những số lớn hơn 5 đó, thì mình cho một cái ngõ ra nào đó đi, chẳng hạn như cái ngõ ra tên là đinh, lên một nha. À, như vậy lúc này mình thấy có một cái nhiệm vụ mình phải làm ở ngõ ra là gì? Nó phải kiểm tra đếm là lớn hơn 5 chưa, được không? Chẳng hạn như chỗ này mình thu được là đếm. Ừ, nếu mình đơn thuần mình chỉ lấy giá trị đếm thôi thì mình gán quy bằng đếm là xong. Còn bây giờ người ta yêu cầu là gì? Phát hiện những trạng thái lớn hơn 5, thì lúc này mình phải lập trình là gì? Nếu như đếm ha, đếm lớn hơn 5 thì mình sẽ cho cái ngõ ra đinh như thế nào? Bằng bằng 1. Đó, như vậy đây chính là cái khối logic ngõ ra của mình. Nó tùy thuộc vào cái đề bài yêu cầu là mình lấy cái ngõ ra luôn hay gì, hay là mình lấy cái ngõ ra để mình chế biến mình làm cái gì đó khác. Thì cái tầng thứ ba này nó sẽ phục vụ công việc đó cho mình. À, thì chung quy là cái mô hình mấy trạng thái mọi người nắm được không? Hả? Đây là khối gì? Trạng thái kế tiếp.
tức là nó quy luật hay nó quy định cái quy luật của cái máy của mình là như thế nào. Thì đếm từ 0 đến 9 thì quy luật đó chính là tăng lên 1. Rồi, cái khối thứ hai có nhiệm vụ là đồng bộ thôi, tức là nó không có làm, nó khống chế cái mạch mình nhịp nhàng thay đổi theo xung lắc, chứ không phải lúc nào cũng thay đổi tứ lung tung. À, còn khối thứ ba là khối cái quy định ngõ ra của mình, là mình muốn làm gì với cái ngõ ra. Đó, tới chỗ này nó cho mình thằng đếm mà nào mình muốn làm gì với nó, muốn lấy nó hiển thị ledger gán quy bằng nó là xong. Còn mình muốn kiểm tra nó để mình làm nhiệm vụ khác nữa thì mình có cái gì mình ghi hết vào trong cái khối này, tức là cái khối cái quản lý ngõ ra. À, như vậy cái mô hình trạng thái này mọi người hiểu chưa mọi người? Tiên tri. Ok. Ừ, ok ha. Rồi, thì tóm lại khi mình thiết kế một cái bài nào đó bất kỳ mình phải biết được ba trạng thái ha. Thứ nhất là gì? Quy luật của nó là gì để tạo ra trạng thái kế tiếp. Thứ hai, thằng này rất là đơn giản rồi, không có gì hết ha. Khối thứ hai lập trình rất đơn giản, khi có xung lốc thì cái ngõ ngõ stay next này nè ha sẽ được đẩy ra ngoài vậy thôi. Còn khối thứ ba là cái khối mà mình coi mình nhiệm vụ của mình làm gì với nó, và thông thường là mình lấy nó ra thôi à ha, thì mình gán quy bằng đếm thôi, nếu nó đếm bao nhiêu thì hiển thị bấy nhiêu thôi, chứ không có kiểm tra thêm á. Còn kiểm tra những cái phần này rơi vào những dạng bài khó thì mình sẽ nói sau. Ok, bây giờ để dễ hiểu nhất mình đi vào một ví dụ sau này. Bài 1, thiết kế mạch đếm lên 4 bit. À, mình chú ý những thông số người ta cho nha. Mạch này là mạch đếm gì? Đếm lên 4 bit. 4 bit thì phạm vi của mình đi từ mấy? 0 đến 15. Rồi, ngõ vào xung lấy từ switch. À, tức là muốn có một cái xung lóc để cho nó đếm thì tôi tiến hành tôi gạt cái switch. Vì mọi người đoán thử ở trong trường hợp này mạch mình nó có bị dội hay không? Nguyên. Nếu nha, Không. nếu nếu xung lắc này mà tôi lấy từ switch nha thì lúc này nó có trường hợp dội xảy ra được không? Không có thể xảy ra dội không? Không. Thì tôi nghĩ là không. Tại sao là không? Tại vì cái tốc độ gạt switch nó chậm đó, nên là nó không có dội được bằng cái nút nhấn. Ok rồi, tới Vũ, theo ông thì sao, dội hay không dội? Ông nói lại Đây câu nè. hỏi ông. À, bây giờ nha, tôi mạch của tôi là mạch đếm lên 4 bit, tức là đếm từ 0 15. Bây giờ tôi muốn có một xung lốc á, thì mạch đếm lên, nhưng mà xung lốc của tôi có được từ switch nè, tức là mỗi lần tôi gạt lên nè, tôi gỉ xuống nè, đó là được một xung. Như vậy ông đoán thử trong trường hợp này có dội hay không? À, không giỏi không? Rồi, tiên tri, theo tiên tri có dội hay không dội? Có giỏi. Ok, đáp án là vẫn có dội nha mọi người. Mình không tin là nữa đi, ngày mai mọi người test thử cái bài này mình sẽ thấy nó dội. Tại sao? À, dội chính là gì? Là do cái tiếp điểm đúng không? Cái này mình biết quá trời nhiều rồi. Tiếp điểm thì cái quá trình mọi người gạt cái switch đó, mọi người đẩy nó từ lên trên kéo nó xuống dưới đó, thì cái giai đoạn mà nó rời khỏi cái tiếp điểm này nè, nó vẫn sinh ra dội. Cũng như cái nó đang mọi người kéo tới đây đi, rồi mọi người kéo nó về. À, thì cái giai đoạn mọi người kéo nó về chỗ này nè, nó vẫn có cái sự gì? Cái sự là tiếp xúc và sẽ là không tiếp xúc. Như vậy cái giai đoạn này nó vẫn phát sinh ra dội. Mọi người chú ý nha, chứ không phải là bất tình đâu. Bất tình chẳng qua nó là gì? Nó cũng là switch nhưng mà nó nhanh hơn thôi. Được không mọi người? Bất tình nó cũng là switch, tức là nó đẩy lên rồi xong nó kéo về. Đó, nhưng mà nó nhanh hơn so với switch. Mà bản thân bất tình nó nhanh như vậy rồi nó đã có dội thì huống hồ chi thằng switch của mình rất là chậm. Đúng không? Thằng bất tình mình đè cái thôi nó nhả ra liền rồi. Còn thằng này là khi mình kéo nó lên rồi mình phải gịch nó xuống nữa, thời gian nó rất là lâu hơn. Đó, như vậy nó sẽ chảy ra dội còn dữ hơn cái thằng là bất tình nữa. Nên mọi người chú ý nha, xung lấy từ switch nó vẫn dội bình thường và nó sẽ dội nhiều hơn cái thằng bất tình. Thì ngày mai mình test mình sẽ thấy ha, tức là khi mình gạt nó không đếm từ 0 lên 1 đâu mà nó nhảy lên 7 8 9 gì luôn đấy. Mọi người chú ý chỗ này. Rồi, người ta yêu cầu là ngõ ra hiển thị 4 ledger. À, người ta yêu cầu là hiển thị 4 ledger lấy cái số vừa đếm hiển thị thôi. À, thì mình đoán được cái khối thứ ba chỉ cần lấy quy bằng gì? Quy bằng led là xong. Được ha. Mạch hoạt động cạnh xung lên, mình chú ý những thông số này. Reset tích cực mức cao. À, cạnh xung lên có nghĩa là cây bất cứ khi nào có cạnh lên của xung lóc thì mạch tôi nó mới đếm. À, còn nếu như cái xung lóc mà không có hoặc là cạnh xuống thì nó không đếm. Mình nhớ lại xung lên của pháp của mình là gì? Loa xẹt đúng không? Còn nếu như cạnh xung xuống là gì mọi người? Né đẹp. À, nhớ hai cái thông số này ha. Rồi, tương tự nè, reset của mình tích cực mức cao nghĩa là gì? À, là khi reset của tôi chỉ cần nó lên một thôi lập tức các ngõ ra về máy về không. À, còn khi reset của tôi bằng không, tức là tôi không thực hiện chức năng reset thì mạch của tôi nó vẫn đếm bình thường. À, như vậy lúc này mình coi reset tích cực mức cao, như vậy lúc này mình cũng tiến hành kiểm tra là force của reset luôn.
Như vậy tóm lại bài này của mình có nhiệm vụ là gì mình coi nha. Khối trạng thái kế tiếp, nhiệm vụ của nó chính là gì? Tăng 1. Tại vì điểm lên 4 bit nha, lên tức là tăng. Như vậy là khối trạng thái kế tiếp chắc ăn sẽ làm công việc là tăng 1. Rồi, cái khối mà ở giữa để đồng bộ á, thì nó phụ thuộc vào xung lốc đúng không? Mà xung lốc cạnh xung gì? Xung lên mình đã biết rồi. À như vậy chắc ăn một hồi cái khối thứ hai sẽ có cái câu lệnh là boss add chỗ này. Và cái khối ngõ ra của mình lấy ngõ ra mình có chế biến gì không? Không. Hiển thị 4 led đơn thôi. Như vậy tôi lấy cái trạng thái vừa điểm tôi hiển thị là xong. Đó, thì nói chung cái phần máy trạng thái mọi người không cần phải biết làm, không cần phải nhớ cách lập trình từng khối như thế nào đâu ha. Nó có sẵn rồi. Sau này mình chỉ cần hiểu một bài, những bài khác mình chỉ thay đổi vài chỗ lại tí thôi là được. Bây giờ mình tiến hành làm bài này. Thì đầu tiên ha, mình làm các bước đầy đủ một tí, sơ đồ khối. Thì mạch của mình là counter 4 bit, tức là mình đếm lên 4 bit. Ngõ vào của mình là một thằng là xung lốc, tức là có xung lốc mới đếm. Và một thằng là một thằng reset ở ngõ vào. À, tức là bất cứ khi nào tôi nhấn reset á, thì mạch của tôi sẽ về không, còn nhả ra thì lúc này reset về 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 không lại á, thì lúc này là mạch đếm bình thường. Và hiện tại mạch đếm 4 bit, do đó tôi dùng một cái ngõ ra của tôi là thằng Q này cũng có 4 bit, thay vì tôi dùng bốn cái chân là Q0, Q1, Q2, Q3, nó rất là mất, nên nó rất là nó không có đẹp, nó không có gọn. Thì bây giờ mình gom lại thành một thằng Q thôi, nhưng mà thằng Q này dưới dạng bus nó sẽ là 3 0, tức là trong đây chứa 4 phần tử, tức là Q0, Q1, Q2, Q3, thì đảm bảo là bốn con led gắn vô. Đó, như vậy đây chính là cái sơ đồ khối. Vậy mình coi em, trong bài này thì cái thằng module này chính là module gì luôn? Module mẹ luôn. Tại vì nó không có kết hợp với thằng nào khác nữa. Vậy đó module này chính là module mẹ, mình chỉ lập trình một lần đối với module mẹ mà thôi. Được ha. Bây giờ mình tiến hành sử dụng cái mô hình là mạch tuần tự đồng bộ để mình lập trình hai cái code OTL cho cái mạch này. Thì mọi người coi nè, mình không cần phải nhớ nha, nó có sẵn rồi, mình chỉ biết thôi. Đầu tiên người ta tiến hành khai báo tên của cái mạch này là gì. Tôi đặt tên là Cyclonate Counter, tức là mạch đếm đồng bộ 4 bit với các ngõ vào lần lượt là input Y. Nha, mình bỏ Y này được không? Vẫn được. Như vậy tôi có ngõ đầu tiên ngõ vào xung CK không ghi gì là 1 bit. Tiếp theo là ngõ vào reset không ghi gì cũng là 1 bit. Rồi ngõ ra của tôi lúc này là output Y. Và lúc này ngõ ra Q của mình vì 4 bit nên mình phải hiển thị 4 led. Do đó chỗ này tôi ghi là 30Q. Vậy tôi kết thúc cái phần là khai báo module và tên cho module. Tiếp theo ha, là cái phần này là phần cố định rồi. Mọi người chỉ cần nhớ là gì, trong cái mô hình mạch tuần tự đồng bộ nó luôn luôn có là gì, trạng thái kế tiếp và trạng thái hiện tại. Như vậy người ta tiến hành khai báo trạng thái kế tiếp. Trạng thái hiện tại chính là gì? Reset. Rồi và trạng thái kế tiếp chính là Rnext. Thì cái này mình nhớ thôi ha, mình ghi mình copy lại thôi. Rồi và để mô phỏng test pane mà nó không bị đỏ thì mình nên gán cho này bằng không. Chỗ nào có Rnext nè mình gán bằng không. Tại vì bình thường nếu mọi người không gán bằng không á, khi mọi người chạy test pane á, thì sẽ có những đoạn nó màu đỏ như thế này. Đó mình tưởng nó sai ha. Tại vì lúc đầu mình chưa gán giá trị gì hết mà nên nó sẽ bị đỏ. Và để tránh trường hợp nó bị đỏ thì mọi người Rnext mọi người gán bằng không chỗ này luôn. Còn Rnext của mình chính là trạng thái kế tiếp. Rồi, bây giờ mình tiến hành đi vào từng khối. Người ta tiến hành xử lý khối ở giữa trước. Là khối gì? Khối flip flop D á mọi người. Mình có flip flop D nè. Khi có một xung lốc vào á, thì lúc này cái ngõ ra này, cái ngõ vào Y này, nó mới được đẩy ra, đẩy ra ngoài cái ngõ ra O này. Đó, mà mình coi ai, cấu trúc của cái mạch ở giữa của mình á, nó được quy định bởi câu lệnh là gì? Always. Tức là nó phát hiện nha, phát hiện khi nào có xung lốc hoặc khi nào có nhấn reset. Thì mình coi D vừa nãy nói là gì? Xung lốc là mạch cạnh, cạnh lên đúng không? Như vậy lúc này là post add. Được chưa? Sao lại đề nha, cạnh lên hay cạnh xuống? Mạch hoạt động cạnh xung lên, đúng chưa? Đây, mạch hoạt động cạnh xung lên. Như vậy trong cái thằng on sway này nè, mình sẽ làm gì? Mình sẽ thay bằng cái chữ là post add CLK vào. Và mình có ngõ vào là gì nữa mọi người? Reset đúng không? Như vậy mình cũng sẽ có một cái là post add reset. Tại vì người ta nói là reset tích cực mức 1. Mức 1 cũng nghĩa là cạnh lên thôi. Nha, giờ đó mình cũng ghi vào là post add. Còn chừng nào mà nó nói là cạnh sung xuống hoặc là mức thấp á, thì lúc này mình sẽ thay bằng cái từ là net add. Được ha. Rồi, như vậy trong cái khối này là người ta thực hiện cái công việc gì mọi người? Người ta kiểm tra nếu mình có nhấn reset thì lập tức cái ngõ ra reset này bằng không. Hả? Còn ngược lại nếu mình không có nhấn reset thì sao? Đẩy cái ngõ ra ngoài. Và mọi người chú ý chỗ này.
người ta nói là reset tích cực rất cao, như vậy mình đi so sánh với một đúng không, là nếu như reset này bằng bằng một nè đó, thì lúc này cái ngõ ra mình gắn về không, còn không có reset á, thì cái ngõ ra hiện tại có được bằng cách mình đẩy cái thằng kế tiếp ra. Vậy thì mình nhớ lại cấu trúc của mạch cần tự đồng bộ, hồi nãy chỗ này là r gì, r next đúng không, còn chỗ này là r rect. Rồi mà để r next muốn chui ra được r rect á, thì phải có sung lock đó. Như vậy nó kiểm tra nè, nếu như có sung lock và reset không nhấn á, thì cái ngõ ra r rect này sẽ lấy cái thằng r next lấy vào. Vậy mọi người hình dung được cái khối ở giữa chưa? Ê mọi người có nghe ồn quá, mọi người tại chỗ tôi đang mưa ấy. Mưa đúng không? Còn nghe tôi nói không? Còn không ơi. Nghe được rồi. À ok, chừng nào mà nó ồn quá thì nói tôi ha, để tôi cắt. Rồi, như vậy hiện tại là có phải mình đã xử lý xong khối ở giữa chưa? Khối giữa rồi nè. Đó. Rồi nói chung là nữa mọi người không đổi gì hết về khối ở giữa nha. Khối ở giữa này mọi người cố định cho tôi. Và cái mình thay đổi là gì? Kiểm tra coi đề nói là cạnh xung lên hay xung xuống, thay chỗ này. Đề nói reset mức thấp hay mức cao, thay chỗ này luôn. Rồi, cũng như chỗ này cũng thay lại. Vậy là khi nào có nhấn reset thì mình phải coi chỗ này để mình so sánh với không hay là so sánh với một. Còn lại là mình giữ nguyên. Rồi, bây giờ tới khối thứ nhất của mình là khối gì? Trạng thái kế tiếp. Thì mình đã biết mạch mình là mạch đếm lên. Như vậy là cái quy luật của nó chính là mình tăng biến đếm. Để công việc của tôi rất là đơn giản, assign rnet bằng rrect cộng 1. Tức là trạng thái kế tiếp tôi có được bằng cách là tôi lấy trạng thái hiện tại tôi cộng cho 1 thôi. Như vậy là tôi đã hoàn thành cái khối thứ nhất. Được không? Rồi, bây giờ cái khối ngõ ra của tôi thì đề nói là gì mọi người? Hiển thị ghép đơn, tức là tôi lấy cái ngõ ra tôi hiển thị thôi, tôi không có chế biến gì hết. Như vậy tôi lấy cái ngõ ra của module này là quy, tôi gán bằng rrect. Thì lúc này tôi đã lập trình xong cho cái khối thứ ba. Và cuối cùng là tôi end module, tức là mình đã lập trình xong cái phần này. Đấy, mọi người hình dung được cái quá trình mình làm mạch tuần tự đồng bộ có những bước như thế nào chưa? À, và những chỗ mình thay đổi chính là gì? Kiểm tra cái rnet này nè. Giả sử nha, bây giờ nếu tôi nói mạch của tôi là mạch đếm xuống, thì cái next state logic này tôi thay như thế nào vậy ông Nguyên? Tôi nói là mạch đếm xuống, thì lúc này câu lệnh tôi đổi sao? Rnet bằng rrect trừ 1. À đúng rồi, rnet bằng rrect trừ 1 là xong. Đó thì mọi người coi ha. Rồi, như vậy là cái khối này mọi người cứ giữ nguyên luôn, không đổi gì hết. Rồi, chừng nào để yêu cầu cái gì á thì mình thay đổi những thông số bên trong lại cho nó hợp lý. Và tôi sẽ note lại những chỗ mình cần chú ý nha. Đầu tiên tên thì mình đặt cho đúng nè, số bit. Nếu để nói mạch đếm 4 bit thì 30, còn 3 bit thì mấy? 20. 8 bit là 70. Như vậy thứ nhất là chỗ này. Và những chỗ này phải cùng nha, cùng cái kích cỡ. Rồi, về cái khối ở giữa thì mình coi là mạch này là sung lên hay sung xuống, reset mức cao hay là mức thấp. Rồi cũng như điều kiện mình so sánh chỗ này luôn. Nếu mức 1 thì so sánh với 1, còn mức thấp thì so sánh với 0. Rồi, về cái khối mà trạng thái kế tiếp á, thì mình coi mạch mình là lên hay xuống. Nếu lên là gì? Cộng, xuống là gì? Trừ. Những bài khó hơn nó sẽ thêm những cái trạng thái kẹp vô nữa đó. À, chứ là lớn hơn 9 gán về 0, lớn hơn nhỏ hơn 5, lớn về gán về 7 rồi đó. Thế thì nữa mình thay đổi sau cũng thay đổi ngay chỗ này luôn. Rồi, cuối cùng là trạng thái logic ngõ ra thì hầu như mình không thay đổi gì cả nha. Mọi người cố định chỗ này cho tôi luôn. Tức là ngõ ra mình luôn luôn hiển thị ladder. Như vậy là quy gán bằng rrect. Vậy là xong cái code của mình. Rất là đơn giản. Ok, bây giờ mình tiến hành vào trong cái phần test bench. Thì trong test bench mình làm gì bây giờ? Mình liệt kê ra những trường hợp thôi. Giả sử ban đầu tôi gán block bằng 0 để chưa có xung block. Reset của tôi hồi nãy tôi nói là tích cực mức 1, như vậy ban đầu tôi tích cực mức 0 để cho nó đếm. Hay tôi tích cực mức 0 để cho nó đếm. Rồi nó đếm được 400 nano giây cái tôi cho reset lên mức 1 lại để tôi kiểm tra thử nó có ngừng đếm không. Tức là nó có về không hết đâu, tôi cũng delay là 100 nano giây. Đó, tôi delay rồi xong đó tôi cho reset bằng 0 lại để từ đây nó đếm tiếp mãi mãi. Nhưng mình thấy nó còn thiếu cái gì trong cái code này. Mình biết nha, mạch đếm của mình muốn đếm được tự động thì nó phải có xung gì? Xung lock. Nhưng mà trong test B mình chưa có tạo xung lock cho nó, nên bắt buộc mình phải tạo xung lock cho cái mạch này. Mà trên thực tế mình có tạo bằng tự động không? Không nha. Mạch tự động thì đến cái bài sau tôi sẽ nói, thì mình phải chia xung. Đó, trên thực tế khi mình test thì mọi người sẽ tiến hành lấy cái switch mọi người gạt lên gạt xuống là được một xung. Còn trong test bench thì mình đâu có gạt được đâu, do đó mình phải tạo xung lock giả lập. Và để tạo được xung lock mình có rất là nhiều giải thuật. Tuy nhiên cái đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, mọi người ghi cho tôi câu lệnh này. Đầu tiên mình làm công việc là on sway.
Vì sao là always? Tại vì là công việc xung lốc của mình là tạo liên tục chứ đâu phải là xung lốc mình tạo trong mấy xung không đâu. Đó nên tôi muốn tạo xung lốc liên tục thì tôi ghi là always, tức là công việc của tôi luôn luôn được thực hiện. Và câu lệnh bên trong này nằm trong cái cặp là begin and, giống như là dấu ngoặc nhọn đó mọi người. Hay mình trong C là dấu ngoặc nhọn đấy thì nó là begin and. Đó thì công việc của tôi đơn giản lắm, lốc bằng đảo lốc. Được không? Chẳng hạn như lốc bằng đảo bằng không. Một lúc sau tôi đảo lại bằng một, một lúc sau tôi đảo về không. Thì lúc này 0101 ngoài là mình đã được xung lốc. Và thời gian tôi muốn cho nó là 10 nano giây. Tức là cứ 10 nano giây nó đổi từ 0 lên 1, từ 1 về 0. Thì chung quy lại chu kỳ xung lốc chỗ này là bao nhiêu vậy tiên tri? Từ 0 lên 1 nó được 10 giây nano, 1 về 0 nó cũng 10 nano. Như vậy chung quy lại chu kỳ của thằng xung lốc tôi vừa tạo là bao nhiêu? Hello. 20 nano giây. Ok, cảm ơn chị, chính xác. Hay mọi người chú ý nha, chu kỳ sẽ là gấp đôi cái thằng delay này. À như vậy mọi người coi nè, reset ban đầu tôi cho bằng 0 mà tôi delay tới là 400 nano giây thì nó gấp 20 lần thằng này đúng không? Như vậy mình đoán là nó sẽ đếm bao nhiêu? Đếm từ 0 đến 15 nè. Lớn hơn 15 nó gắn gì không tiếp nè. Như vậy đếm khoảng tới 4 gì đó, đúng không? 0 với 15 là được 16 số, 16 rồi 0 đến 3 nữa là được 4 số, là 20 số. Thì đâu đó tầm cái con số 4 nè. À, tới con số 4 là đủ 400 nano giây. Nó bị rơi vào trường hợp reset bằng 1. À, thì mình đoán đoán là sẽ là tầm con số 4 ha, nó sẽ bị reset về không hết. Và sau đó đợi hết mấy chu kỳ xung lốc nữa, tôi delay 100 nano giây, tức là tôi delay thêm 5 chu kỳ xung lốc nữa. Như vậy đợi hết 5 chu kỳ xung lốc nữa thì reset tôi bằng không. Thì lúc này nó mới đếm tiếp tục. Còn trong giai đoạn 100 nano giây này thì reset đang bằng 1, là mạch tôi đang bị reset. Thì lúc này ngõ ra bằng không hết. Đó. Thì mình viết test ban mình phải ngẫm nghĩ thử cái thời gian bao nhiêu cho nó hợp lý ha. Đấy. Bây giờ mình tiến hành gắn chân. Thì gắn chân mọi người chú ý nè, vì là mình test bằng switch đúng không? Sum của tôi tạo bằng switch mà. Do đó thì mình có thể bỏ câu lệnh này cũng được nha, không không có quan tâm thằng này. À, đừng quan tâm thằng này. Rồi, mình muốn có cũng không được, có cũng không sao ha. Bây giờ để tạo được switch á, thì tôi dùng một switch là bất kỳ thôi. À, như vậy tôi dùng cái chân CLK của tôi là switch L13. À, L13. Cái thằng reset của tôi thì tôi chọn switch là L14. Còn lại là 4 con led thì là Q0, Q1, Q2, Q3, tôi gắn như 4 con tương ứng là F12, E12, E11 và F11. Như vậy 4 con led tôi nằm đây. Reset của tôi chính là chân L14, mọi người gạt lên là reset, gạt xuống là không reset. Xung lốc của tôi cũng vậy luôn, nó là L13. Như vậy để muốn tạo được một xung thì tôi gạt ra từ 0 lên 1, 1 về 0 liền là được một xung. Đấy, ok ha. Rồi, bây giờ mình tiến hành viết code để mình kiểm tra cái mạch mình có đúng hay chưa. Thì đây tôi đã viết sẵn cho mọi người nha. Đây là cái mạch đếm 4 bit của mình. Với các ngõ vào lần lượt là xung CLK, reset, ngõ ra của mình là ngõ ra Q 4 bit. Rồi đồng thời chỗ này tôi gắn bằng không để một hồi tôi chạy nó không bị màu đỏ. Mọi người không tin mọi người xóa thử, mọi người chạy thì thường sẽ báo đỏ. Rồi, xung lốc của tôi là tích cực cạnh lên. Như vậy mọi người coi nha, khi nào có cạnh lên xung lốc nó mới đếm nha, còn cạnh xuống nó cũng không đếm. Reset của tôi tích cực mức cao. À, như vậy khi nào reset tôi lên 1 thì nó mới gì? Reset. Đây. Còn không lên 1 thì nó vẫn đếm bình thường. Rồi, bây giờ mình tiến hành coi test ban. Test ban như nãy tôi nói đó, mình lựa sao mình canh thời gian cho nó hợp lý một tí thôi. Ban đầu reset không reset nè, đợi cho đếm khoảng 400 nano giây, sau đó reset trong khoảng thời gian là 100 nano giây và sau đó là mình nghỉ reset. Rồi, mà để nó đếm tự động được trong test ban thì phải tạo một cái xung lốc cho nó, thì always begin delay 10 nano giây và làm công việc là lốc bằng đảo lốc. Tiến hành chạy mô phỏng. Rồi mình thấy không có đỏ thấy vui rồi ha. Bấm lên, rồi cho to hơn một tí nữa. Rồi, to tí nữa. Ok, bây giờ mình đổi cái này về thập phân cho nó dễ nhìn ha. Ban đầu là không. Rồi, mình mọi người coi nha, kiểm tra ngay cạnh lên xung lốc nè. Cạnh lên xung lốc có phải thằng này không? Thì có phải lên một liền không mọi người? Reset của tôi đang bằng không, tức là mạch tôi không bị reset thì nó vẫn đếm bình thường khi có cạnh lên xung lốc. Rồi, ở đây là cạnh gì? Cạnh xuống nó vẫn không đếm. Nó kéo dài cho đến cạnh lên tiếp theo. Thì lúc này từ 1 sẽ nhảy lên 2. Và tương tự nha, 4 bit thì 0 đến 15, như vậy mình tua tới 15. Đây là cạnh lên, đếm lên 14. Lại có cạnh lên, đếm lên 15.
lại có cạnh lên chỗ này thì lập tức quay về không. Tại vì đếm 4 bit mà, quá 15 lập tức nó về, về không. Rồi lại tiếp tục đếm, đếm cho đến khi đạt cái giá trị là 400 nano giây thì mọi người coi lúc này cái gì xảy ra. Reset của tôi từ không. Ban đầu là không, reset của tôi lên lên 1. Đó, mà reset lên 1 tức là mình reset mạch thì lúc này ngõ ra của mạch sẽ về máy hết mọi người, sẽ về không. Do đó mọi người thấy chỗ này của tôi lập tức về không. Lẽ ra 4 lên 5 đúng không? Nhưng có reset về không liền. Và thời gian tôi cho hồi nãy là 100 nano giây, như vậy đây là 400 nano giây. Mọi người quan sát tới 500 nano giây. Giai đoạn này. Đó thì mình thấy cái khoảng thời gian này sao vẫn bị reset bình thường. Cho đến khi tôi đạt reset là 100 nano giây sau, tôi gán lại cái thằng reset về không lại đó để cho nó nghỉ reset. Thì lúc này mạch của tôi tiến hành đếm trở lại. Đây, reset của tôi về không lại, không reset. Thì lúc này chỉ cần có cạnh lên xung lóc từ không đảo lên 1. Rồi lại tiếp tục có cạnh xung lóc không lại lên, 1 lại lên, 2. Và nó kéo dài mãi mãi, tại vì từ đây trở đi là tôi không có reset nữa. Được không? Đó, nên nó quá 15 thì nó sẽ quay về không. Ok ha mọi người. Như vậy là mình đã làm xong bài này theo cái mô hình là mạch tuần tự đồng bộ. Ok. Hiểu bài này không không, Vũ? Hiểu không? Bây giờ mình tiếp tục. Đây là bài tập số 2 của mình ha. Thì lúc này mình thấy cái vấn đề phát sinh là gì? Mình mô phỏng mình không thấy dội, nhưng mà trên thực tế khi mình gạt các switch của mình sẽ dội. Do đó lúc này mình sẽ đổi lại ha, mình sẽ kết hợp với chương trình chống dội. Nhưng mà khi chống dội á, thì mình sẽ sử dụng thêm là cái gì, cái button cho nó đơn giản. Chứ mình sử dụng switch thì nó rất là lâu đúng không? Để chống dội rồi thì mình dùng button cho nó nhanh, mình dùng switch nó sẽ lâu. Do đó lúc này mình sẽ sử dụng bài bài số 2. Mình chờ tôi một tí ha.